chân mày khơi giờ gai mày khoa mày sai mày xóm buôn bài chân mày khơi giờ gai mày khoa mày sai mày xóm buôn bài. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Sunshine Channel. Trong ngày hôm nay sẽ là video thứ hai trong chuỗi video học hát tiếng Thái của mình. Video tuần trước thì mình đã dạy các bạn một bài hát trong bộ phim Together the Series rồi, và video ngày hôm nay cũng là một bài hát trong bộ phim đó. Đó là bài Count Candy của Shrek. Và bây giờ cùng học nha. Và vẫn như mọi khi thì chúng ta sẽ học, mình sẽ đọc lại một lần, sau đó thì sẽ hát một lần thật chậm và chúng ta sẽ ghép với nhạc các bạn nha. Câu đầu tiên nè, mày khơi khít lời qua chạc chờ cặp quan thi đi thi rào dù tròn ní. Trong cái câu này thì có một cái chữ rất khá là khó đọc, đó là chữ tròn. Thì bạn có thể đọc là tròn hoặc là bạn hát là ton cũng được, dù ton ní cũng được, hoặc là dù tròn ní, nhưng mà tất nhiên là phát âm chuẩn thì sẽ tốt hơn. Đọc theo mình nè, tròn ní, tròn ní, tròn ní. Hơi khó đọc ha, là hơi cố gắng. Nếu không được thì cứ hát tông ní không sao nha. Bây giờ mình hát chậm một lần nha. Mày khơi khít lời qua cha cha gặp quan thì đi thì rau yêu trông ní. Ghép với nhạc các bạn nha. Mày khơi khít lời qua cha cha gặp quan thì đi thì rau yêu trông ní. Lại một lần nha. Mày khơi khít lời rồi câu tiếp theo, rồi hát chậm nha. Cabin doctor rút xe thân thi muốn qua mi à đây. Cabin doctor rút xe thân thi muốn qua mi à đây. Lại nha. Mưa rào đai khui có pò rú และ đu qua mắn có không mi khoam mai. Mưa rào đai khui có pò rú และ đu qua mắn có không mi khoam mai. Cái bài nhạc các bạn nha. Mưa rào đai khui có pò rú และ đu qua mắn có không mi khoam mai. Lại một lần ha. ระหว่างของเราคงมีอะไรชุ่มข้างในให้ถึงกันระหว่างของเราคงมีอะไรชุ่มข้างในให้ถึงกันระหว่างของเราคงมีอะไรชุ่มข้างในให้ถึงกันหลายเนี่ยtới cái đoạn tiếp theo. Cái đoạn này kiểu hát đuổi á, tàng khôn tàng khao chai yang ngay đai tàng cặp khôn thua bài măn mắc mài tộc khoam trình khăng này qua khít căn yang rai tàng khôn tàng khao chai yang ngay đai tàng cặp khôn thua bài măn mắc mài tộc khoam trình khăng nàyว่าคิดกันอย่างไรไรเนี่ยต่างคนต่างเข้าใจยังไงได้ต่างกับคนทั่วไปมันมากมายตอบความจริงข้างในว่าคิดกันอย่างไรเดี๋ยวจิ๊นอ่ะยันหงเนี่ยต่างคนต่างเข้าใจยังไงได้ต่างกับคนทั่วไปมันมากมายต่อความจริงข้างในว่าคิดกัน
đoạn điệp khúc ạ. Chân mây khơi chờ khai mây khoa mây say mây gió buồn bay. Chân mây khơi chờ khai mây khoa mây say mây gió buồn bay. Ok. Mây mô nghe rai rú ao tè chay tè mi à rai mây thắm mát đau. Wow. Ghép với nhạc nha. Mây mô nghe rai rú ao tè chay tè mi à rai mây thắm mát đau. Wow. Khép lại đoạn điệp khúc nha. Chân mây khơi chờ khai mây hoa mây say mây gió buồn bay. Mây mò nghe rai rú ao tè chay tè mi à rai mây thắm mát đau. Wow. Tiếp nè. Chân mây khơi chờ khai mây rêu mây xa mây nói cơn bay. Chân mây khơi chờ khai mây rêu mây xa มีอะไรที่ดีกว่าใครลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดีแต่มีอะไรที่ดีกว่าใครลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดี Rồi, bây giờ mình sẽ ghép lại một lần cái phần đầu và một lần phần cuối nhé. Phần đầu nè. Chân mây khơi chờ khai mây khoa mây say mây gió buồn bay. Mây mò nghe rai rú ao tè chay tè mi à rai mây thắm mát đau. Chân mây khơi chờ khai mây rêu mây xa mây nón cơn bay. Tè mi à rai chi đi qua khai là chúng ta đã học xong lời 1 của bài Khao Canh Đi rồi. Mình sẽ không dạy lời 2 tại vì hát cũng giống vậy thôi. Nhưng mà nếu như bạn nào muốn học cả một bài á, thì các bạn có thể đón xem cái video mà mình cover full bài đó và các bạn có thể học hát theo. Và nhớ là subscribe và đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi thêm những video tiếp theo. Và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới để gửi cho mình cái bài hát mà các bạn muốn học nha. Bây giờ thì bye bye. Học full khai.